chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với những video tiếp theo của Thuật Lập Thê nhé. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu với tất cả mọi người về một loại nấm được coi như là một vị thuốc quý hiếm. Đó là nấm linh chi của cò. Nấm linh chi của cò hay còn gọi là nấm của cò, hay có tên khác là nấm muỗng. Sở dĩ loại nấm này có tên gọi là cổ cò vì vẻ ngoài của cây nấm có hình dáng tương tự như cổ của con cò, với chân dài và nhỏ, còn mũ thì giống như cổ của một con cò. Đa phần ở trong nấm linh chi có chứa rất là nhiều thành phần tốt cho cơ thể, trong đó phải kể đến là chứa axit amin, protein và hàm lượng dược tính cao nhiều hơn so với các loại linh chi khác. Linh chi củ cò thuộc nhóm linh chi đỏ, là loại nấm, là nhóm nấm linh chi có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất và có lượng dược tốt nhất hiện nay. Nấm linh chi củ cò thì chủ yếu mọc từ tự nhiên và mọc từ rễ một số loại cây như là cây lổ ô và một số loại cây khác. Từ rễ của những cây này mục thì sẽ mọc lên nấm linh chi, và được tìm thấy nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Lào Cai. Gian thu hái của nấm này thì vào khoảng tháng 3, tháng 4 trở đi cho đến tận tháng 9, tháng 10. Và nấm linh chi của cò này thì thường bị nhầm lẫn với lại nấm lim xanh. Vậy thì nấm linh chi của cò có những tác dụng như thế nào? Này, mình xin được chia sẻ với mọi người là nấm linh chi của cò thì thuộc nhóm linh chi đỏ nên là chứa các chất axit amin và protein, saponin vân vân, với hàm lượng dược rất là tốt các mọi người ạ. Cao hơn rất nhiều so với lại các nhóm linh chi khác. Vì vậy thì công dụng của nấm linh chi mang lại không khác gì so với lại nấm linh chi thuộc nhóm linh chi đỏ. Và đặc biệt là nấm linh chi cổ cò thì có tác dụng là phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư. Thứ hai là giảm căng thẳng, thư giãn thần kinh. Thứ ba nữa là kích thích ăn uống, giúp ăn ngon ngủ ngon. Thứ tư nữa là điều hòa huyết áp. Ngoài ra thì những người bị viêm gan, đau dạ dày, chán ăn, đau mạch vành, tăng cholesterol trong máu, hoặc là thấp khớp hay thống phong thì khi mà sử dụng nấm linh chi sẽ giúp trong quá trình điều trị bệnh thuyên giảm nhanh hơn. Và cũng có rất nhiều phương pháp sử dụng nấm linh chi cổ cò khác nhau, tuy nhiên thì tùy thuộc vào mục đích sử dụng sẽ có những cách chế biến tương tự và phù hợp. Thì cách sử dụng nấm linh chi như thế nào cho hiệu quả? Thì thường thường thì cách phổ biến nhất là thái lát rồi lại đun, rồi sẽ đun với nước uống, uống thay nước lọc hàng ngày với liều lượng là 10 đến 15 gram nấm trên 2 lít nước trên một người, và uống thay nước lọc hàng ngày luôn. Đây là cách hiệu quả vì có thể chiết xuất được gần như là toàn bộ cái chất ở trong nấm khi mà đun sôi ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nhiều khách hàng vẫn thường hay hỏi Thuật là sử dụng nấm ở những cái giai đoạn nào là tốt nhất, có nghĩa là giai đoạn nào của nấm ấy là tốt nhất. Thì cũng xin thưa mọi người là khi mà quý vị mua nấm ấy thì chúng ta nên chọn những nấm mà nó không quá non và nó cũng không quá già. Khi mà trên những bông nấm đây như thế này đây ạ, vẫn còn những cái viền màu vàng trắng vàng ở ngoài này này, gọi là những cái bào tử, là một trong những cái thành phần rất là quan trọng ở trong thành phần của nấm. Khi mà các bạn mua được những cái bông nấm nó không quá non và nó cũng không quá già thì sử dụng những cái nấm đấy là tốt nhất, vì nó có kết tinh đầy đủ các thành phần của nấm thì sẽ là hiệu quả nhất. Còn nấm sau khi mà được bà con thu hái từ trên rừng về sẽ được rửa sạch với nước như thế này,
rửa mấy lần nước ấy, cho nó sạch những cái bụi bặm, những đất cát bám ở rễ, ở gốc, ở thân nấm ấy, và sẽ phơi khô, phơi thật là khô mấy nắng đi ấy, để cho nó khô cong vào thì sẽ đem cất giữ. Có thể là các bạn sẽ gói báo và bọc bọc báo và cất giữ cẩn thận để pha nước uống. Đây là nấm khô nhé các bạn nhé, đây là nấm khô ạ. Những trường hợp mà bị huyết áp cao, rồi là những bệnh nhân ốm, mới ốm dậy, họ thường lấy nấm để làm một món bồi bổ sức khỏe. Mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu quý vị thấy hay và ý nghĩa thì hãy nhớ là chia sẻ video cho tất cả nhiều người cùng xem và đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.